Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 39. Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng gót và bảo nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi gót, vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, này, ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ quay ngươi lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi và khiến ngươi đến từ phía cực bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu. Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Israel, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt và cho loài thú đồng nuốt đi. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng, vì ta đã phán. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ, ta sẽ sai lửa xuống trên Ma-gốc và trên những kẻ ở yên ổn nơi các cù lao, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ tỏ danh thánh ta ra giữa dân Israel ta, và ta không để cho nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là đấng thánh trong Israel. Này, sự ấy đến và sẽ làm thành, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ấy là ngày mà ta đã rao. Bây giờ, những dân cư các thành của Israel sẽ đi ra, đặng đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào. Chúng nó đem chụm lửa được 7 năm. Chúng nó sẽ không tìm củi trong đồng, không đốn củi trong rừng, vì lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho gót một chỗ chôn tại Israel, trong đồng trũng của những người qua lại ở về phương đông biển, và chỗ chôn đó sẽ ngăn đường của khách bộ hành. Ấy tại đó, người ta sẽ chôn gót và cả đoàn dân nó, và người ta sẽ gọi đồng trũng ấy là đồng trũng của đảng gót. Nhà Israel sẽ phải mất 7 tháng để chôn chúng nó, hầu cho làm sạch trong đất. Hết thảy dân cư trong đất sẽ chôn chúng nó, và ấy sẽ là một ngày danh tiếng cho dân, là ngày mà ta sẽ được vinh hiển. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ cắt những người hằng đi tuần trong đất, và với những người đó sẽ có người chôn những thây còn lại trên mặt đất để làm cho sạch. Qua khỏi 7 tháng, họ sẽ đi tìm kiếm. Vậy nếu họ đi tuần trong đất, thấy những xương người ta, thì dựng tiêu chí một bên, cho đến chừng nào những kẻ chôn đã chôn những xương ấy trong đồng trũng của đảng gót. Cũng sẽ có một thành được gọi tên là đảng. Ấy, người ta sẽ làm sạch trong đất như vậy. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy nói cùng cả loài chim và hết thảy các loài thú đồng rằng: Hãy nhóm lại, hãy từ 4 phương đến vì một của lễ mà ta dọn cho bay, tức là một của lễ lớn trên các núi Israel, để bay được ăn thịt và uống huyết. Bay sẽ ăn thịt của người mạnh bạo, uống huyết của các quan trưởng trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba San. Bay sẽ ăn mỡ cho no, uống huyết cho say, trong hy sinh mà ta giết cho bay. Nơi bàn ta, bay sẽ ăn no những ngựa và xe trận, những người mạnh bạo và mọi lính chiến. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ tỏ sự vinh hiển ta ra trong các nước. Hết thảy các dân tộc sẽ thấy sự đoán xét ta làm ra và tay ta đặt trên chúng nó. Từ ngày đó về sau, nhà Israel sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. Bây giờ, các dân tộc sẽ biết rằng nhà Israel đã bị đem đi làm phu tù vì cớ tội lỗi nó, vì cớ nó đã phạm tội nghịch cùng ta. Ấy vì vậy mà ta giấu mặt ta khỏi chúng nó, mà ta đã phó chúng nó trong tay những kẻ nghịch thù,
và chúng nó chết hết thảy bởi gươm. Ta đã đãi chúng nó như vậy vì cớ sự ô uế và tội ác chúng nó, và ta đã che mặt khỏi chúng nó. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Nay ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về, ta sẽ thương xót cả nhà Israel, và vì danh thánh ta mà nổi ghen. Chúng nó sẽ mang xấu hổ và mắc tội lỗi về mọi tội lỗi mà chúng nó đã phạm nghịch cùng ta, khi chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, không lo sợ ai hết. Là khi ta sẽ đem chúng nó về từ giữa các dân và thâu lại khỏi các đất của kẻ thù chúng nó, thì ta sẽ được tỏ ra thánh bởi chúng nó ở trước mắt nhiều nước. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình, là khi ta đã đày chúng nó làm phu tù giữa các nước rồi, và đã thâu chúng nó lại đến đất của mình, chẳng để sót một kẻ nào ở đó. Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 40. Năm thứ 25 sau khi chúng ta bị làm phu tù, đầu năm, ngày mùng 10 trong tháng, tức là 14 năm sau khi Jerusalem bị hãm, cũng trong ngày ấy tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta và Ngài đem ta vào trong thành ấy. Trong các sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, Ngài đem ta vào đất Israel và đặt ta trên một hòn núi rất cao. Trên núi đó về phía nam dường như có sự xây cất một thành. Khi Ngài đã dắt ta vào đó, ta thấy một người hình dáng như người bằng đồng. Người ấy cầm trong tay một sợi dây gai và một cái cần để đo, đứng nơi hiên cửa. Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy lấy mắt xem, lấy tai nghe và để vào lòng những việc mà ta sẽ tỏ ra cho ngươi, vì ấy là để cho ngươi thấy cả mà đem ngươi đến đây. Vậy mọi điều ngươi sẽ thấy khá thuật lại cho nhà Israel biết. Này, có một cái tường ngoài bao chung quanh nhà. Người ấy cầm trong tay một cái cần để đo, dài 6 cu đê. Mỗi cu đê dài hơn cu đê thường một gang tay. Người đo bề rộng của tường là 1 cần và bề cao là 1 cần. Kế đó, người đi đến nơi hiên cửa phía đông, bước lên những cấp đặng đo ngạch hiên cửa, bề rộng 1 cần, ngạch khác cũng rộng 1 cần. Mỗi phòng dài 1 cần và rộng 1 cần. Giữa các phòng có một khoảng hở 5 cu đê. Ngạch của hiên cửa trong gần bên nhà ngoài hiên cửa ấy rộng 1 cần. Người đo nhà ngoài của hiên cửa về phía trong cũng 1 cần. Người đo nhà ngoài của hiên cửa có 8 cu đê và những cột nó 2 cu đê. Ấy là nhà ngoài của hiên cửa về phía trong. Những phòng của hiên cửa phía đông mỗi bên 3 cái, cả 3 lớn đồng nhau và các cột mỗi bên đo bằng nhau. Người đo bề rộng của lỗ hiên cửa có 10 cu đê và bề dài 13 cu đê. Trước các phòng mỗi bên có một cái câu lơn 1 cu đê, và mỗi phòng một bề có 6 cu đê, bề kia cũng 6 cu đê. Người đo hiên cửa từ mái của phòng này đến mái của phòng khác là 25 cu đê bề ngang từ cửa này đến cửa kia. Đoạn người tính các cột là 60 cu đê. Gần các cột ấy có hành lang bao lấy hiên cửa. Khoảng hở giữa cửa vào và nhà ngoài của cửa trong là 50 cu đê. Nơi các phòng và những cột nó, nơi phía trong hiên cửa cả đến các nhà ngoài, thảy đều có những cửa sổ chấn song. Nơi phía trong cả chung quanh có những cửa sổ, và trên các cột có những hình cây kè. Rồi đó, người dẫn ta vào nơi hành lang ngoài. Này, tại đó có những phòng và có nền lót đá chung quanh hành lang. Trên nền lót đá ấy có 30 cái phòng. Nền lót đá ở 4 phía hiên cửa và bề dài bằng hiên cửa. Ấy là nền lót đá dưới. Người đo bề ngang từ phía trước hiên cửa dưới cho đến mép hành lang trong là 100 cu đê,
phía đông và phía bắc cũng vậy. Người lại đo bề dài và bề ngang của hiên cửa phía bắc thuộc về hành lang ngoài. Những phòng của nó mỗi bên 3 cái. Các cột và nhà ngoài cũng đồng cỡ với của hiên cửa thứ nhất, 50 cu-đê bề dài và 25 cu-đê bề ngang. Những cửa sổ, nhà ngoài và hình cây kè của nó cũng đồng cỡ với của hiên cửa phía đông. Có 7 cấp bước lên, cái nhà ngoài ở ngay trước các cấp ấy. Đối với hiên cửa phía bắc và hiên cửa phía đông thì có hiên cửa hành lang trong. Từ hiên cửa này đến hiên cửa khác độ 100 cu-đê. Rồi đó, người dắt ta qua phía nam. Này, tại đó có hiên cửa hướng nam. Người đo các cột và các nhà ngoài cũng đồng cỡ nhau. Hiên cửa ấy có những cửa sổ giống như những cửa sổ trước bao bọc lấy. Các nhà ngoài cũng vậy. Bề dài của hiên cửa này là 50 cu-đê và bề ngang 25 cu-đê. Có 7 cấp bước lên. Ngay trước các cấp ấy có một cái nhà ngoài. Mỗi phía có những hình cây kè trên các cột. Hành lang trong có một cái hiên cửa hướng nam. Người ấy đo từ hiên cửa này đến hiên cửa khác về phía nam 100 cu-đê. Đoạn, người đem ta vào hành lang trong do hiên cửa phía nam. Người đo hiên cửa phía nam có đồng một cỡ. Những phòng, những cột và những nhà ngoài của nó cũng đồng cỡ nhau. Hiên cửa này có những cửa sổ bao bọc lấy. Các nhà ngoài nó cũng vậy. Bề dài nó là 50 cu-đê và bề ngang 25 cu-đê. Cả chung quanh có nhà ngoài. Bề dài 25 cu-đê, bề ngang 5 cu-đê. Các nhà ngoài của hiên cửa ở về phía hành lang ngoài có những hình cây kè ở trên các cột nó và có 8 cấp bước lên. Kế đó, người ấy dắt ta vào hành lang trong về phía đông. Người đo hiên cửa đó cũng đồng một cỡ. Những phòng, những cột và nhà ngoài của nó cũng đồng một cỡ. Và hiên cửa này có những cửa sổ bao bọc lấy. Các nhà ngoài cũng vậy. Hành lang dài 50 cu-đê, rộng 25 cu-đê. Các nhà ngoài của hiên cửa này ở về phía hành lang ngoài. Mỗi phía có hình cây kè trên các cột và có 8 cấp bước lên. Đoạn, người ấy đem ta vào trong hiên cửa phía bắc. Người đo hiên cửa cũng đồng một cỡ. Những phòng, những cột và những nhà ngoài nó cũng vậy. Lại có những cửa sổ khắp chung quanh. Hiên cửa này bề dài 50 cu-đê, rộng 25 cu-đê. Những nhà ngoài của nó ở về phía hành lang ngoài. Mỗi phía có những hình cây kè trên các cột và có 8 cấp bước lên. Có một cái phòng mà cửa nó ở gần các cột của hiên cửa. Ấy, người ta rửa các của lễ thiêu ở đó. Trong nhà ngoài của hiên cửa mỗi phía có 2 cái bàn. Trên đó người ta giết những con sinh về của lễ thiêu, về của lễ chuộc sự mắc lỗi và về của lễ chuộc tội. Về phía ngoài, tại chỗ bước lên, hướng về hiên cửa phía bắc có 2 cái bàn. Bên kia về phía nhà ngoài của hiên cửa cũng có 2 cái bàn. Như vậy, 4 cái bàn ở bên này hiên cửa và 4 cái bàn ở bên kia cộng là 8 cái. Trên các bàn đó người ta giết những con sinh. Lại có 4 cái bàn bằng đá vuông để dùng về của lễ thiêu, dài 1 cu-đê rưỡi, rộng 1 cu-đê rưỡi, cao 1 cu-đê. Người ta để trên đó những khí cụ dùng mà giết con sinh về của lễ thiêu và các của lễ khác. Có những móc rộng bằng lòng bàn tay cắm cùng 4 phía tường. Thịt tế phải để trên các bàn. Phía ngoài hiên cửa trong có những phòng để cho kẻ hát nơi hành lang trong, kề hiên cửa phía bắc ngó về phía nam. Lại một cái phòng nữa ở về phía hiên cửa đông ngó về phía bắc. Người ấy bảo ta rằng, cái phòng ngó qua phía nam là để cho các thầy tế lễ giữ nhà. Cái phòng ngó qua phía bắc để cho các thầy tế lễ giữ bàn thờ. Ấy là các con trai của Sa-đốc, tức là trong vòng các con trai Lê-vi đến gần Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài. Đoạn, người đo hành lang vuông,
có 100 cu-đê bề dài và 100 cu-đê bề ngang. Bàn thờ thì ở trước mặt nhà. Kế đó, người đem ta vào nhà ngoài của nhà, và người đo các cột ở đó. Bên này 5 cu-đê, bên kia 5 cu-đê. Bề ngang của hiên cửa bên này 3 cu-đê, bên kia 3 cu-đê. Nhà ngoài có 20 cu-đê bề dài và 11 cu-đê bề ngang. Có những cấp bước lên, kề các cột lại có 2 cây trụ. Bên này 1 cây, bên kia 1 cây. Chương 15. Bây giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Giê-su mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Đoạn, Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: Hãy nghe và hiểu. Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Trong sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu. Đức Chúa Giê-xu đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Sải có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy. Xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng:
ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng? Môn đồ thưa rằng, ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng, các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng, có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn, Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng, ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000, không kể đàn bà, con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan. Chương 16. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng, đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại há không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng, Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Christ. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết. Đến ngày thứ 3, phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình,
vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài. Thi Thiên 9:18. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.